bên dưới có cái hang của bác anh chị ơi. Em sẽ di chuyển xuống đây ghi hình cho bác anh chị thấy nè. Mẹ ơi của bác anh chị ơi, quá trời nhiều dơi luôn của bác anh chị, hết biết luôn rồi. Hôm nay thì tính thấy rất nhiều bà con cô bác đi núi hành hương nơi đây để cúng bái nha của bác anh chị. Thì nãy giờ em cháu ghi hình là rất nhiều bà con cô bác đang xuống núi và cũng có lên núi nha của bác anh chị. Cô đang cúng và sửa sạn đi nha của bác anh chị. Đây nè, mấy cô và mấy bác đây. Dạ con chào bà. Nãy giờ bà cúng rồi hả bà? Cúng rồi bà ơi, sao? Dạ, bác anh chị mới thấy được cái tảng đá rất là to luôn. Nhìn hình thù giống như là bà con cô bác người ta hay nói là có một cái giống một người phụ nữ đang đội cái thúng hay là cái gì của bác anh chị ở trên đầu, thì y gan gì luôn của bác anh chị. Em cháu lại gần cái tảng đá nè của bác anh chị ơi. Mèn ơi, cô bác thấy nè của bác anh chị, bên trong là những cái tảng đá này nó kê kê nè của bác anh chị. Đó, rất là to luôn của bác anh chị. Đây thì em cháu cũng phát hiện những cái hố này của bác anh chị nè, chứa những cái vũng nước nè, nhìn nó tựa cái bàn chân người ta của bác anh chị nè. Cái này là như cái gót nè. Đó, cô bác anh chị thấy ha. Rất là màu nhiệm luôn cô bác anh chị. Dạ kính thưa cô bác, thì bên trên là điện bà đội nha cô bác anh chị. Giờ thì là cái đỉnh này là cái đỉnh cao nhất nha cô bác anh chị. Mèn ơi, ông Phỉ ông Dạng kìa, ông chạy lăng tăng luôn cô bác anh chị. Nè, anh chị nè. Thì bà con cô bác đang luyện bánh thì ông Phỉ đang lấy ăn cô bác anh chị chạy nè. Mèn ơi, ông leo cây ghê không? Dạ tính miền Tây chào mừng tất cả cô bác anh chị khán giả thân thương trở lại với kênh của em. Chúc cô bác anh chị một ngày mới tốt đẹp, thành đạt, gia đình được mạnh khỏe. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa cô bác, thì hiện tại em cháu đang có mặt tại núi Bà Nội Ôm nha bác anh chị. Thì mấy clip trước em cháu có ghi hình tại núi Bà Nội Ôm nơi đây, thì em cháu tham quan và viếng các nơi điện cúng bái nha bác anh chị. Thì khi đó thì em cháu không có thể đi hết cái núi này được của bác anh chị, thì rất nhiều nơi cúng bái. Thì hôm nay em cháu trở lại để ghi hình cho cô bác anh chị gần xa được biết và hiểu rõ hơn về cái núi Bà Nội Ôm nơi đây, rất là linh thiêng Phật pháp nha cô bác anh chị. Hôm nay là em cháu trở lại đây ghi hình, chỉ đi có một mình nha cô bác anh chị. Em cháu sẽ ghi hình cái nơi mà cúng bái và những cái điểm tham quan của bà con cô bác mà hành hương đó cô bác anh chị, để hiểu rõ hơn về núi Bà Nội Ôm nơi đây. Nơi đây thì rất là linh thiêng nha cô bác anh chị. Đây hiện tại thì em cháu đang tới điện Ngọc Hoàng nha cô bác anh chị. Đây nè, tảng đá em cháu ghi hình cho cô bác anh chị được thấy nè. Điện Ngọc Hoàng còn bên trên đó cô bác anh chị. Ở bên trên là điện của Củ Quyền Thất Tổ, thì chút xíu nữa em cháu sẽ di chuyển lên bên trên để ghi hình cho cô bác anh chị được nhìn rõ hơn. Giờ thì bà con cô bác và các Phật tử đang cúng trước điện Ngọc Hoàng nha cô bác anh chị. Hôm nay thì rất đông bà con cô bác về đây cúng bái. Thì trong tháng 7 thì rất nhiều phái đoàn hành hương của các tỉnh miền Tây thì về các vùng núi, bảy núi An Giang của nơi đây để cúng bái nha cô bác anh chị. Giờ thì em cháu sẽ di chuyển lên điện Củ Quyền Thất Tổ nha cô bác anh chị. Em cháu đang đi lên nè cô bác anh chị. Hôm nay thì tính thấy rất nhiều bà con cô bác đi núi hành hương nơi đây để cúng bái nha cô bác anh chị. Thì nãy giờ em cháu ghi hình là rất nhiều bà con cô bác đang xuống núi và cũng có lên núi nha cô bác anh chị. Nó toàn cảnh em cháu lên máy cho cô bác anh được thấy nè. Bên xa xa của bác anh chị thấy là núi Cấm nha cô bác anh chị. Đây cái đường lên dẫn lên cáp treo núi Cấm nè cô bác. Đó, em cháu lên máy cho cô bác được thấy nè. Còn dưới đây thì cô bác anh chị thấy nè, là cái đường xe chạy nha cô bác anh chị. Còn bên đó cô bác anh chị thì có cái tảng đá rất là to, hình thù rất kỳ lạ nha cô bác anh chị, giống như là cái dãy của ông Quy của bác anh chị. Còn bên dưới đây thì một cái vách đá này giống như là cái vực thẳm của bác anh chị, giống như cái đường đi của bác nè. Chắc theo em nghĩ là đây là hình như cái hang dẫn xuống dưới hay gì cô bác anh chị, nhưng mà tính thì cũng chưa có xuống bên dưới nên tính cũng không biết được nha cô bác anh chị.
chút xíu nữa tính sẽ di chuyển vào bên dưới đó của bác chị, là nơi thờ của quyền Thất Tổ nghe của bác chị. Kính thưa cô bác, đây là đường dẫn đến xuống bên dưới nghe của bác chị, là điện của quyền Thất Tổ này của bác chị. Xa xa của bác anh chị thấy đó, đó. Em cháu thì hôm nay đi thì cũng có đem cái đèn pin theo nghe của bác chị, để trang bị cái đèn pin để gọi đường cho dễ đi nghe của bác chị. Đó, cô bác anh chị thấy nè. Vậy em sẽ di chuyển xuống bên dưới ghi hình cho cô bác anh chị được nhìn rõ hơn. Nơi đây thì cũng có cái những cái đèn cày nhưng mà tối lắm cô bác anh chị, không thấy đường đi đâu. Nó bên trên của bác anh chị thấy nè, cái vách đá thẳng đứng luôn của bác anh chị, những cái tảng đá kê kê nhau nè của bác anh chị. Nó em cháu ghi hình cho cô bác anh chị được thấy nè. Còn bên đây nó của bác anh chị rất nhiều luôn nha cô bác anh chị. Thì em cháu thấy là mấy cô mấy chú đang cúng nè cô bác anh chị. Đây là toàn cảnh đây. Thì em cháu thấy những cái miếng cao su này của bác anh chị, thì những cái giọt mưa nó rơi xuống đây, sợ là ảnh hưởng đến bà con cô bác đang cúng bái. Bên nên cô ở đây của bác anh chị thì che những cái tấm bạc này nha cô bác anh chị. Dạ. Đây là mạnh thường quân tặng cho cái nơi đây nha cô bác anh chị. Đây là những cái miếng này nè, để cho những nước đừng có bị nhiễu đây nha cô bác anh chị nè. Trong vách đá thì cũng còn động lại những cái vách nước nha cô bác anh chị. Kính thưa cô bác, thì bên dưới đây là nơi điện của quyền Thất Tổ nha cô bác anh chị. Đây thì bà con cô bác và các Phật tử thì đang cúng bái nha cô bác. Bên dưới đây thì rất là tối nha cô bác anh chị, phải đốt những cái đèn đèn dầu nè cô bác anh chị, và những cây đèn cày nè, cũng trang bị những cái đèn pin nha cô bác anh chị mới thấy đường nha cô bác. Nó em cháu liêu máy cho cô bác anh chị được thấy nè. Còn bên trên đây là những cái tấm bạc nè cô bác anh chị. Còn bên đây là cũng cái nơi thờ cúng nha cô bác anh chị. Đây những cái vách đá này em cháu ghi hình cho cô bác anh chị được thấy nè. Em cháu phải bắt cái đèn của bác anh chị, tối lắm mẹ ơi cô bác anh chị ơi. Những cái vách đá này thì nè, nó kê nhau nè cô bác anh chị. Đó, em cháu liêu máy cho cô bác anh chị được nhìn rõ nè. Hôm nay thì em cháu cũng đủ căn duyên được về đây mà viếng lại núi Bà Đội Ôm. Thì mấy clip trước thì em cháu cũng có ghi hình nhưng mà không thể giáp hết nha cô bác anh chị. Đây là cô bác anh chị. Thì em cháu cũng nghe mà bà con cô bác nói nơi điện Ngọc Hoàng nơi đây là có những ông khỉ. Khi nãy thì em cháu có đem cái hộp cơm theo cô bác anh chị. Thì em cháu cô để nơi đây nè, mà bây giờ mất tiêu rồi. Không biết mấy ổng có ăn không nữa. Chắc bữa nay đi hành hương núi chứ đói không biết ăn ở đâu nè cô bác anh chị ơi. Nè. Em cháu phóng gần lại cho cô bác anh chị được thấy nè. Bữa nay mà nếu ông khỉ ăn thì thôi, cũng nhường cho ông ăn luôn biết sao giờ. Em cháu đem hộp cơm theo nghe cô bác anh chị. Thì đi ghi hình đây là có thể tới chiều luôn cô bác anh chị. Tại bên trên đây thì không ai bán gì trơn cô bác anh chị. Nước thì lúc nào cũng trang bị 2-3 chai nha cô bác anh chị. Đây nè. Cô có nói là cái nơi điện Ngọc Hoàng ở đây thì rất nhiều ông khỉ nha cô bác anh chị. Thì có khi là cả trăm ông khỉ luôn, có khi thì một hai ông mà. Thì mấy ông đi vòng vòng nơi đây cô bác anh chị. Thì đi có khi là đi ăn rồi chiều mới trở về nha cô bác anh chị. Thì bây giờ em cháu bắt gặp được thì cũng là cái may mắn nha cô bác anh chị. Vậy em kính mời cô bác anh chị theo chân em để ghi hình địa điểm nơi khác nha cô bác. Dạ kính thưa cô bác, thì khi nãy em cháu đã ghi hình tại điện Ngọc Hoàng và Cửu Quyền Thất Tổ rồi nha cô bác anh chị. Giờ thì em cháu di chuyển lên bên trên nè cô bác anh chị, theo cái đường mòn này nè. Là bên trên còn nhiều nơi cúng bái lắm. Thì em cháu cũng nghe bà con cô bác nói là bên trên nữa, lên tới đỉnh núi là có cái hình của bà Đội Ôm, là hồi đó đội cái thúng nha cô bác anh chị. Giống như là cái thúng trên đầu của bác anh chị. Thì trước khi đi đến đó thì em cháu cũng phát hiện những cái tảng đá nè cô bác anh chị. Nhìn cái hình thù rất kỳ lạ luôn cô bác. Bên trên thì em cháu cũng có thấy những cái cây cầu. Đây nè cô bác anh chị, cây cầu đây dẫn lên bên trên nè. Để lên cái núi đó đó cô bác anh chị. Cô bác tính sẽ leo lên cái cầu này nha cô bác anh chị. Để xem bên trên có nơi cúng bái không. Hôm nay thì em cháu đi mà đồng hành chỉ có một mình thôi nha cô bác anh chị. Đây nè. Nãy giờ thì rất nhiều bà con cô bác ta đang cúng bái và người ta xuống núi và cũng có về nha cô bác anh chị. Đây.
Thì đi dọc đường thì em cháu thấy những cái gì mà đẹp, cái gì mà nó hay và có ý nghĩa thì em cháu sẽ ghi hình nha cô bác anh chị. Rồi em cháu sẽ leo lên bên đây. Đây thì em cháu có thấy là nơi thờ chư vị Sơn Thần nha cô bác anh chị. Đây là những cái nén hương mà bà con cô bác ta mới vừa cúng nè. Còn bên đó thì núi Cấm nha cô bác anh chị. Em cháu liên máy cho cô bác anh chị được thấy nè, xa xa đó cô bác anh chị thấy là cái tảng đá nó nằm kê kê nhau y gan như là tựa như là mỏ ong két, nhưng mà không phải cô bác chị đó. Bên đó thì không biết là điện gì đây, chút xíu nữa em cháu sẽ di chuyển lên bên trên. Dạ kính thưa cô bác, thì trong thời gian em cháu đang di chuyển lên bên trên thì em cháu cũng thấy những cái nhà người dân nơi đây nha cô bác chị. Đây nè, từ đây mà lên tới đỉnh núi đó thì cũng còn rất xa nha các anh chị, và còn rất nhiều nơi để cúng bái. Giờ thì em cháu sẽ di chuyển lên bên trên, các anh chị thấy nè, tảng đá đây thì nó có cái màu giống như là bị gông hay là bị cái gì mà nó màu vàng vàng đó các anh chị, nhìn nè rất là đẹp luôn các anh chị. Mèn ơi, trên đây càng lên càng cao thì có nhiều điểm cúng bái và đẹp nha các bác chị. Đây cháu sẽ di chuyển theo phía đó để ghi hình cho các bác anh chị được biết nè. Dưới đây thì trồng những cái cây thuốc nha các bác anh chị, đinh lăng này các bác anh chị rất nhiều luôn. Nhà người dân thì cũng có, lâu lâu thì cũng có một cái nhà, nhưng mà em cháu nghĩ chắc trên đây chỉ là để làm rẫy hay là trồng những cây thuốc thôi các bác anh chị. Chắc tối xuống dưới chân núi ngủ á, tại vì em thấy nhà lúc nào đóng cửa của bác anh chị. Cháu cũng có nghe được những cái tiếng nói của bà con cô bác ở trên đỉnh núi nè của bác anh chị, chắc cũng gần tới rồi của bác anh chị ơi. Ở đây thì cũng có những cái nhà nè, nhà người dân nè của bác anh chị. Mẹ ơi, những cái vách đá này cô bác ơi nhìn rất là đẹp luôn rồi của bác anh chị. Nãy thì ở bên trên điện Ngọc Hoàng và điện của Quyền Thất Tổ thì em cháu có đem cái hộp cơm theo, thì em cháu nghĩ chắc mấy ông khỉ lấy rồi của bác chị ơi. Giờ thì đi rất là xa luôn rồi, bây giờ vừa mệt mà vừa đói luôn của bác chị. Nước thì vẫn còn nè, nhưng mà cơm thì không có, để em cháu hỏi thử. Dạ cô ơi, cho con hỏi đây mình có bán cơm không cô? Mẹ ơi, hộp cơm con đem theo bị ông khỉ lấy mất tiêu rồi. Bây giờ đói nè, vừa đói vừa mệt luôn mà không có chỗ ăn cơm nữa. Dạ cô bác anh chị thấy cũng may là có cái quán đây, tuy rằng không có cơm nhưng có mì nha cô bác chị. Dạ kính thưa cô bác, thì bây giờ em cháu sẽ đến nơi cúng bái của bác chị. Em cháu có thấy ông khỉ nè đang đi nè. Mẹ ơi, ở đây cũng có nè cô bác anh chị đó. Ông khỉ đang chạy nè cô bác chị. Thì cô bác anh chị mà lên bên đây mà nếu để đồ chật chút xíu là mấy ông khỉ mà lấy những cái món đồ của mình nha cô bác anh chị. Bà con cô bác ta đang cúng bái, đang đi xuống nè. Mẹ ơi, cái dốc rất là thẳng đứng nha cô bác anh chị. Dạ kính thưa cô bác, thì bên trên là điện Bà Đội nha cô bác anh chị. Giờ thì là cái đỉnh này là cái đỉnh cao nhất nha cô bác anh chị. Em cháu sẽ di chuyển lên bên trên để ghi hình cho cô bác được thấy. Dạ. Dạ điện Phật Bà, điện Bà Đội. Dạ. Mẹ ơi, ông khỉ ông dạng kìa, ông chạy lăng tăng luôn cô bác anh chị. Dạ. Giờ thì em cháu gần là lên tới bên trên nha cô bác anh chị. Quá chừng mệt luôn. Đây là cái đỉnh cao nhất của bác anh chị. Trên đây là thờ Bà Đội Ôm. Thì cái sự thích gì đó của bác anh chị. Đây nè. Mẹ ơi, những vách đá rất là treo leo của bác anh chị. Đây em cháu liền máy xuống cho bác anh chị thấy nè. Toàn là vực thẳm không gì đó của bác anh chị. Tảng đá rất là to nha của bác anh chị. Đây nè. Quá luôn của bác chị ơi. Mẹ ơi, hết hồn luôn cô bác ơi. Đó, đây là toàn cảnh em cháu liêm máy cho cô bác anh chị thấy nè. Đây rất là khó đi nha cô bác anh chị. Nam mô A Di Đà Phật. Đó cô bác anh chị thấy nè, vách đá rất là to luôn cô bác anh chị ơi. Hải hùng rồi. Lần đầu tiên em cháu đến nơi núi Bà Đội Ôm nơi đây, thì em cháu đi cũng được 3 lần nha cô bác anh chị.
mấy clip trước thì em cháu chỉ đến những cái điện để cúng thôi. Giờ thì em cháu sẽ di chuyển đến nơi đây, và đến khi nào mà không còn cái nơi mà để cúng bái nữa thì em cháu sẽ dừng chân nghe cô bác anh chị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay con cũng đủ duyên lành được hội ngộ về nơi đây, là nơi mà đỉnh núi cao nhất của núi Bà Đội. Thì hôm nay con đến đây ghi hình trước, thì con đến đây thì con nhân giái trước củ quyền thất tổ ông bà, và xin ơn trên gia hộ và cầu xin các vị chư thần nơi đây phù hộ cho con được ghi hình được thuận lợi bình an và đi đến nơi về đến chốn. Và điều thứ hai thì cầu xin cho cha mẹ và anh em trong gia đình được mạnh khỏe bình an và anh em được hòa thuận. Điều thứ ba, con cầu xin ơn trên gia hộ cho cả thế giới này và đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa và nhà nhà được no ấm. Đó là những tấm lòng của con và lòng thành của con để cầu xin ơn trên gia hộ. Nam mô A Di Đà Phật. Cô bác thì em cháu cũng thấy được mấy cô đang cúng và sửa sạn đi nghe cô bác anh chị. Đây nè, mấy cô và mấy bác đây. Dạ con chào bà. Nãy giờ bà cúng rồi hả bà? Cúng rồi, xong. Dạ. Đây cô bác chị. Tảng đá rất là to nghe cô bác chị. Gió dữ dằn lắm cô bác ơi. Lúc này là bà đội ôm là. Dạ, cái hình thù đây là chú hịch bà đội luôn á nghe chú. Đây nè. Mẹ ơi, cái tảng đá hết là biết luôn cô bác anh chị ơi. Quay cái cảnh bên kia mới đẹp hơn nữa. Dạ dạ. Xíu nữa con sẽ qua bà bệnh chú ơi. Dạ dạ. Con chín còn ngồi bệnh á. Dạ dạ. Dạ kính thưa cô bác, thì hôm nay em cháu đủ duyên đi núi Bà Nội Ôm lên đây thì cũng gặp được chú Chính nha cô bác anh chị. Dạ. Rất là đủ duyên để gặp chú đây. Dạ nãy giờ mình cúng bái xong hả chú? Dạ mình chút xíu nữa mình đi tới địa điểm nào nữa chú? Xuống rồi đó. Xuống ha. Dạ. Con thì đi chừng nào mà hết chỗ cúng thôi. Dạ. Dạ. Dạ đây là cô bác anh chị. Bên đây hình như là có cái hang này cô bác anh chị. Dạ dạ. Bèn ơi. Dưới đây xong leo được ta. Mình leo mà bò rất nhiều nè. Dạ dạ, đây là cô bác anh chị. Đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì nơi đây là nơi thờ chân bà của gọi là núi Bà Đội Ôm, gọi là tắt là núi Bà Đội. Thì đây là cái thân của bà. Nơi đây thờ để di tích. Đây cũng là một cái điểm coi như là cao nhất ở trong cái vùng núi Bà Đội Ôm này. Thì đến đây cũng nhân viên gặp vậy chứ quý vị, thì chúng tôi cũng đọc học đoạn để rồi làm cái món quà pháp thí để tặng cho nhau. Kính thưa quý vị đó, cổ nhân nói nhân thân năng đắc kim chỉ đắc, Phật pháp năng văn kim chỉ văn, dục siêu tam giới thốc sanh lão bệnh tử thị dân Phật pháp, có nghĩa là thân con người khó được mà hôm nay chúng ta đã được, Phật pháp khó nghe mà hôm nay chúng ta sẽ được nghe. Muốn siêu thoát tam giới thì nghe lời Phật dạy, đó là thánh nhân. Còn lời của các vị chư thần chư thánh sau này đó lại là cho cái thân chúng ta là thân giả tạm, cái thân nó không có bền chắc, cái thân nó sớm gã chuyện tàn. Giờ đây mà quý vị đồng lặng tâm theo dõi qua bài gọi là Tỉnh Thế Dân. Nam mô A Di Đà Phật, cuộc trần thế khuyên ai hãy gầm danh mà chi, lợi lắm mà chi, bả công danh như bọt nước có ra gì, mùi phú quý như dần mây tan hiệp, sang cho lắm cũng thì một kiếp, vào đến đâu cũng hưởng một đời, cái tuổi sanh đeo đuổi kiếp con người, thân tứ đại có lấy đâu làm chắc, kìa sanh tử thấy liền trước mắt đám cổ phần, đa thể thiếu niên nhân, cái thân này là cái giả thân, nay còn đó mai chưa chắc được,
thêm nỗi bệnh nỗi già thúc Phật sống trên đời sống được bao lâu mới mài sanh kế bắt đầu rồi lại đến quan khâu một năm. Ôi tam thốn khí tại thiên ban dụng nhất đáng vô thường dạng sự hưu muôn việc đều nương lấy tất hơi hơi vừa dứt cuộc đời cũng dứt. Nào của cái vợ con tài vật nhắm mắt rồi nằm lấy tay không nghe tàu khang có kẻ chẳng bền lòng đành cái tiếc giả mong tình khác bỏ con dại mặt đời hành phạt cái cuộc đời nghĩ thật buồn tên hết mê danh mê lợi mê tình toàn mượn thú và lam phong cảnh gắm cuộc thái vui vị ham tranh cạnh thêm gây tình vợ vợ với con thà sớm khuya vui thu nước non chiều lại niệm A Di Đà Phật mong giải thoát lánh sông dòng vật nghi chất người số luân hồi yếm cựu hành vi ở thế gian nhiều tiếng thị phi về cửa Phật từ bi hỷ xả qua biển khổ nương thuyền bát nghi nhã giữa bụi trần mượn nước nghi ma ha mong sao thoát khỏi chốn ta bà về tịnh độ vui miền cực lạc hay vợ đâu này viết ít câu khuyên đời sớm sớm khá hoài đầu tu là cõi phúc từng sao danh lợi chẳng chạy hoang chớ mong cầu Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con cũng cảm ơn chú Chính đã đọc lại lời vàng tiếng ngọc của Đức Thầy. Vậy con cũng một lần nữa chúc chú Chính đây và phái đoàn của mình đi cúng được mạnh khỏe bình an và thân tâm thường an lạc đạo quả chớm nhân thành tu hành tinh tấn đến ngày Long Hoa Đại Hội. Nam Mô A Di Đà. Cảm ơn đại. Dạ kính thưa cô bác, thì khi nãy á em cháu cũng có gặp được chú Chính ở đây nha cô bác anh chị. Thì clip trước em ghi hình tại núi Bà Đôi Ôm, thì khi đó thì em cháu cũng có gặp chú tại nơi cái hang Ông Quy. Thì hôm nay em cháu trở lại núi Bà Đôi Ôm để ghi hình những cái nơi cúng bái tiếp theo. Thì em cháu cũng gặp chú tại cái nơi mà điện cao nhất là nơi Bà Đôi Ôm nơi đây. Đây là những cái tảng đá mà giống hình thù giống Bà Đôi Ôm nha các bác anh chị. Thì hôm nay em cháu cũng đủ duyên lành được hội ngộ về đây để ghi hình. Và cũng gặp được chú Chính chia sẻ những câu giảng và những cái lời văn tiếng kệ của Đức Thầy. Nghe rất là màu nhiệm nha các bác anh chị. Giờ thì em cháu sẽ liêu mái cho các bác anh chị thấy nè. Mèn ơi cô bác anh chị ơi, đúng là đến nơi đây thì cô bác anh chị mới thấy được cái tảng đá rất là to luôn. Nhìn hình thù giống như là bà con cô bác người ta hay nói là có một cái giống một người phụ nữ đang đội cái thúng hay là cái gì của bác anh chị ở trên đầu, thì y gan vậy luôn cô bác anh chị. Đây là vách đá rất là to nha cô bác anh chị. Em cháu đứng nơi đây thì so với vách đá đây là rất là nhỏ bé luôn cô bác anh chị. Thì chút xíu nữa em cháu sẽ liêu máy cho cô bác anh chị được thấy nè. Dạ kính thưa cô bác, đây là cô bác anh chị thấy nè. Đây là hình thù những cái tảng đá rất là giống luôn nha cô bác anh chị. Mèn ơi từ xa mà em cháu ghi hình nè cô bác anh chị ơi. Tảng đá này rất là to luôn cô bác anh chị. Nơi đây thì rất là khó đi nha cô bác anh chị nè. Những cái vực thẳm này nè. Cô bác thấy nè, em cháu chỉ cho cô bác thấy nè. Bên dưới là rất là sâu luôn cô bác anh chị. Đi rất là cẩn thận nha. Có những cái trái thì rất là ngộ luôn cô bác anh chị. Rất là nhiều trái luôn, không biết cái trái gì luôn á. Đây nè. Em cháu liêm máy cho cô bác anh chị thấy nè, bên dưới là vực thẳm nha cô bác anh chị. Đây toàn cảnh là cái đồng ruộng luôn nè. Nhà người dân thì bên dưới nha cô bác anh chị. Đó, một lần nữa em cháu liêm máy cho cô bác anh chị thấy nè. Mèn ơi, nhìn hết biết luôn cô bác anh chị ơi. Rất là to luôn nha cô bác. Hôm nay thì em cháu cũng rất đủ duyên lành được về đây ghi hình. Lần này là lần thứ 3 nha cô bác anh chị. Thì hai lần trước thì em cháu chỉ đi được những địa điểm để cúng bái thôi, chứ không thể đi hết được một trong một ngày một bữa nghe cô bác anh chị. Dạ kính thưa cô bác, thì
chút xíu nữa em cháu sẽ di chuyển qua nơi khác để ghi hình cho cô bác anh chị được biết nè. Em cháu lại gần cái tảng đá nè cô bác anh chị ơi. Mèn ơi, cô bác thấy nè cô bác anh chị, bên trong là những cái tảng đá này nó kê kê nè cô bác anh chị. Đó, rất là to luôn cô bác anh chị ơi. Giống như là nó nứt nứt với nhau rồi nó kê với nhau cô bác anh chị. Đó, cô bác anh chị thấy nè, đây là cận cảnh em cháu ghi hình ha. Anh chị ơi, mèn khét ơi, hết hồn cái tảng đá rồi cô bác anh chị ơi. Em cháu đứng ở đây mà lia mái không giáp được cô bác anh chị. Rất là bự luôn cô bác anh chị ơi, hải hùng luôn rồi nè. Tảng đá khủng khiếp luôn. Thì xa xa cô bác anh chị chạy từ bên dưới cô bác anh chị, từ cái đường này nè, thì cô bác mà sẽ nhìn thẳng vào lên núi Bà Đôi Ôm đây, thì sẽ bắt gặp những cái tảng đá cao này. Thì em cháu mới ghi hình đó, là hình thù của Bà Đôi Ôm nha. Đây là toàn cảnh bên dưới, em cháu liên máy cho cô bác anh chị được thấy nè. Toàn cảnh là đồng ruộng và lúa và nhà của người dân nha cô bác anh chị. Dạ kính thưa cô bác, đây là cái đường em cháu đi xuống Săn Tiên nha cô bác anh chị. Giờ thì nãy giờ em cháu ghi hình bên trên của mà cái nơi cao nhất là nơi Bà Đôi Ôm nha cô bác anh chị. Giờ thì em cháu sẽ di chuyển xuống bên dưới, thì em cháu cũng có thấy tảng đá rất là to nha cô bác anh chị. Giờ này cũng chiều rồi cô bác ơi, tranh thủ xuống ghi hình cái nơi Săn Tiên nữa thì em cháu sẽ đi về cô bác anh chị. Vì giờ này chiều rồi, của bà con cô bác người ta cũng xuống núi nhiều lắm rồi cô bác anh chị. Đây là cô bác thấy tảng đá rất là to luôn cô bác anh chị. Nơi đây thì rất nhiều tảng đá rất là to nha cô bác anh chị. Nằm theo những cái đường mà cô bác anh chị đi lên nè. Đây thì tuyến đường dẫn ra Săn Tiên nha cô bác anh chị. Thì cũng có nhà người dân đây nè. Nó, cô bác anh chị thấy nè, đi theo hướng mũi tên này nha cô bác anh chị. Vậy là tính đã đến Săn Tiên nha cô bác anh chị. Mèn ơi, những cái tảng đá rất là to cô bác anh chị ơi. Những tảng đá đây thì nó nằm kê kê với nhau nè cô bác anh chị, hình thù rất kỳ lạ luôn á. Ở đây thì những cái tảng đá nằm kê và chốc chằng với nhau cô bác anh chị. Đó, em cháu ghi hình cho cô bác anh chị thấy nè. Để em cháu qua bên đây ghi hình cho cô bác anh chị nhìn rõ hơn. Giờ này thì chiều rồi, bà con cô bác người ta cũng đi cúng bái và người ta về hết nha cô bác anh chị. Đây nè, bên trong đây nè cô bác anh chị. Đó, những tảng đá này rất là cao luôn cô bác anh chị ơi. Mèn ơi, hết biết cái tảng đá đó của bác anh chị. Nằm treo meo của bác anh chị. Những cái cây đây nè, thì nằm len lỏi bên trên nha của bác anh chị. Đây là những cái vách đá nha của bác anh chị. Những tảng đá rất là to luôn. Thì cô bác anh chị gần xa mà nếu chưa biết đến núi Bà Đôi Ôm nơi đây, và chưa có dịp đến đây cúng bái, thì nếu có rảnh rỗi thì mình nhín một chút thời gian để mình về đây cúng bái nha của bác anh chị, để hiểu rõ hơn về nơi đây. Đó, đây là lần thứ ba em cháu đến nơi đây. Thì nơi đây rất là màu nhiệm và linh thiêng nha cô bác anh chị. Hàng ngày thì cũng rất đông bà con cô bác người ta đến đây ta cúng bái á. Đây là tảng đá đây nè cô bác anh chị. Mèn ơi, hết biết luôn cô bác anh chị ơi. Cái vách đá này giống như là cái tấm bia cô bác anh chị. Nhìn nó bằng phẳng luôn cô bác anh chị. Đây bên trên đây thì có viết những cái chữ này của anh chị. Đòn Vàm Nao. Đó, bên trong vách đá này của anh chị ơi. Em cháu bật cái đèn pin lên của anh chị. Đó, bên trong đây là em cháu ghi hình. Em cháu đang đứng bên dưới này của anh chị. Đó, em cháu lên máy lên nè. Bên dưới có cái hang của anh chị ơi. Em sẽ di chuyển xuống đây ghi hình cho các bác anh chị thấy nè. Mẹ ơi, cô bác ơi, rất là nhiều dê luôn cô bác anh chị. Dê nè cô bác anh chị ơi, quá chừng nhiều luôn cô bác ơi. Đó, cô bác thấy nè, con dê đang bay nè cô bác anh chị. Ý mẹ ơi, quá khứ rồi cô bác ơi.
Dạ kính thưa cô bác, thì trong những clip qua của bác anh chị thì em cháu cũng đã ghi hình toàn cảnh tại núi Bà Đội Ôm nơi đây. Thì hôm nay thì em cháu cũng ghi hình tại Săn Tiên nơi đây. Thì em cháu cũng định đến nơi đây để ghi hình và xuống cái bên hang tại hang Ông Quy và còn nhiều cái hang nữa nha cô bác anh chị. Nhưng mà cô bác anh chị cũng đã biết là nơi đây á thì phải mà gành đường thì mới xuống bên dưới hang được nha cô bác anh chị. Thì em cháu cũng có hỏi mấy cô là dẫn đường cho em cháu đi, nhưng mà mấy cô thì nói là bận công chuyện với thêm nữa là phải có nhiều người đi theo nha cô bác anh chị, nên em cháu cũng đành phải mà để dịp khác để xuống hang nha cô bác anh chị. Thì em cháu chỉ ghi hình những cái nơi cúng bái nơi khác thôi, thì mong cô bác cũng hoan hỷ và thông cảm cho em và mấy cô. Cũng phát hiện những cái hố này cô bác anh chị nè, chứa những cái vũng nước nè, nhìn nó tựa cái bàn chân người ta của bác anh chị, nhưng mà không biết phải không thì em cháu không dám nói nha bác anh chị. Thì cái nào em biết thì em mới nói, còn không biết thì nói mang tội nha bác anh chị. Nhìn hình thù giống cái bàn chân của bác anh chị nè, cái này là như cái gót nè, của bác anh chị thấy ha, rất là màu nhiệm luôn của bác anh chị. Đây là nơi Chân Tiên, thì em cháu cũng nghe mấy chú nói là nơi đây rất là màu nhiệm và linh thiêng của bác anh chị. Nó toàn cảnh em cháu lia mái cho cô bác anh chị được thấy nè. Nơi đây thì gió rất là lớn nha bác anh chị. Đó. Cô bác nhìn những cái ngọn cây nè, gió tới cỡ này của bác anh chị. Từ bên trên thì cô bác anh chị lia mái xuống thì thấy nguyên một cái mà bên dưới của bác anh chị. Xa xa thì là núi Cấm đó cô bác. Hiện tại thì em cháu đang đứng trên Săn Tiên nha cô bác anh chị. Nơi đây nè. Bạn ơi, những cái tảng đá rất là to luôn cô bác ơi. Em cháu sẽ di chuyển qua bên phía bên bển để ghi hình cho cô bác anh chị được thấy. Nhìn cái tảng đá này cô bác anh chị. Những tảng đá này thì nó cơ với nhau thôi, nó nằm treo meo gì nè cô bác anh chị. Đó. Cô bác thấy nè. Còn bên trên đây thì tảng đá rất là to luôn. Nó cũng là nằm cơ với nhau cô bác anh chị. Còn bên đó đó cô bác anh chị. Hai cái tảng đá này nó nằm là giống như là nó hở một đường rất là sâu, nhưng mà nằm kê nhau cô bác anh chị. Đây là toàn cảnh bên trên em cháu lia mái xuống cho cô bác anh chị được thấy nè. Còn bên đây nè cô bác anh chị, bên đây cũng có cái hang đó nè. Đó, cô bác anh chị thấy đó. Dạ kính thưa cô bác, thì nãy giờ em cháu đã ghi hình toàn cảnh nơi núi Bà Đội Ôm nơi đây. Giờ thì em cháu đã ghi hình toàn cảnh tại Săn Tiên nha cô bác anh chị. Đó, cô bác anh chị thấy nè. Giờ thì video của em cháu thì đến đây thì cũng hơi dài rồi cô bác anh chị. Trước khi kết thúc video thì em không quên gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cô bác anh chị gần xa trong nước và ngoài nước kính mến. Và nếu có xem được video của em thì nhớ ủng hộ em bằng cách nhấn like và đăng ký, thì em cũng thành thật cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.